Dạ. Dạ. À, xin chào các Chào anh em. chị và các bạn. Tôi Tôi là là Trần Trần Bích Bích Nga, Nga, đang đang ở ở thành thành phố phố Hồ Hồ Chí Chí Minh. Minh. Thì như anh Đin đã có giới thiệu, thì trước đây ạ, hiện nay chứ, tôi đang là giám đốc của cái của chương cái trình chương huấn trình luyện huấn thực luyện tế thực tế gọi là ở Life Live Coach. Coach. Ở Ở Việt Việt Nam thì Nam cái thì này cái này hơi hơi mới. mới. Life Coach thì hôm trước cũng có giải thích sơ, có nghĩa Không nghĩa là là nếu nếu mà mà các anh các chị chị và và các các bạn bạn muốn học muốn học bơi thì phải tìm huấn luyện viên. Còn ở còn ở trong trong cuộc cuộc sống sống khi khi mình đẹp hoặc là mình mình bắt bắt đầu đầu chuyển chuyển những cái giai đoạn trong cuộc đời thì rất rất cần cần một một cái cái lời lời khuyên hay là một cái người huấn luyện viên đi bên cạnh để cùng nhau làm cái kế hoạch cũng như là thực thực hiện hiện được được cái cái ước ước mơ mơ hay là hay là cái kế hoạch của cái các kế hoạch bạn. của các bạn. Trong tuần trước tôi và anh Hà Lam có huấn luyện một buổi ở tại công ty Nuskin Việt Nam. Sau cái buổi huấn luyện này và gần đây nhất là hai cái ngày mà Nu Việt chúng ta có tổ chức trại kết nối Managui 2 ngày, thì các anh chị các bạn cũng thấy ở trên Facebook đó, tràn ngập những hình ảnh những hoạt động rất là vui, kết quả rất là hay. Thì khi mà sau cái buổi huấn luyện trước cũng như là khi mình post những cái hình ở ở Managui lên đó, thì mình nhận được rất là nhiều email, tin nhắn, điện thoại hỏi về Nu Việt, và người ta hỏi ủa kết nối là cái gì. Thành ra là chúng ta phải rất là tự hào bởi vì chúng ta đang là những thành viên của Nu Việt. Sáng nay tôi có nhận được một hai ba cái email của các bạn muốn là tìm hiểu Nuskin thông qua Nu Việt của chúng ta. Khi mà tôi hỏi ủa vậy chứ em đang ở nhóm nào, thì té ra là các bạn này là có đăng ký với Nuskin hết rồi nhưng ở những đội nhóm khác, và họ cảm thấy là không có đáp ứng được những điều mà họ mong muốn. Thế mình hỏi thế tại sao em lại biết đến Nu Việt, thì họ nói là chưa thứ bảy tuần trước tình cờ họ vô công ty và họ tham dự được cái phần cuối của cái buổi huấn luyện của cái Nu Việt mình tại công ty, cho nên họ cảm thấy ở đây có một cái điều gì đó rất là khác. Thì mình nghĩ cái khác nhất đó đó chính chính là cái cái chương chương trình trình webinar buổi webinar buổi tối, tối và và có có lẽ lẽ khác khác hơn hơn nữa nữa chính là chính cái là nội nội dung dung mà mà Nu Việt Nu Việt mình phát hàng phát tối, nó rất là cần thiết, nó rất là sát với thực tế, vân vân. Thành thành ra ra là những câu hỏi của các anh các chị của các các bạn bạn gửi gửi tới tới những email của email tôi của trong tôi tuần trong tuần qua đó, qua thì rất đó rất nhiều nhiều thắc mắc, thắc mắc rất rất nhiều nhiều câu câu hỏi, hỏi. Ví dụ ví dụ như như là là làm thế làm thế nào để nào có để được có được sự sự tin, tin, làm làm thế thế nào nào để để có có thể thể giới giới thiệu với người khác về Nu Skin, làm gì ngay cả khi người thân cũng không ủng hộ mình, làm thế nào để vượt qua được hai chữ đa cấp đầy tai tiếng ở Việt Nam. Và hôm nay tôi lại thấy có một bạn nữ vào Facebook nói là hôm qua có gặp những người làm network marketing tại 365 Sơn hay là tại hội thảo tour chinh phục của Nu Việt mình tổ chức đó. Thì bạn có nói một câu trên Facebook là gặp gặp những người ở Nu Việt cảm thấy rất là lạ, bởi vì rất nhiều người thành đạt và cũng rất nhiều người có trình độ. Thành ra gần như là họ đứng ngoài và họ nghĩ là những người tham gia network marketing chắc là những người thế nào đấy, đại khái thì có vấn đề hay là thế nào đấy. Thì thành thử để có thể trả lời hay là giúp đỡ các bạn những câu hỏi này thì tôi nghĩ là nó sẽ nằm ở cái phần sau của cái chương trình. Còn hôm nay tôi rất muốn dành cho các bạn một sự bất ngờ, đó là tôi khi mà bắt đầu công việc với Nuskin, với bắt đầu với Nu Việt của mình đó, thì thực sự là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù là mình rất thành công ở những lãnh vực khác, nhưng khi vô một ngành mới, mình cũng như đứa đứa trẻ cắp sách đến trường thôi, lại bắt đầu học từ ABC. Thì lúc đó tôi không biết đọc được ở đâu đó có một câu nói là bạn chỉ cần có một người bạn thân thiết nhất thôi, là đi cùng với bạn ngay từ đầu là đã có thể đạt được thành công rồi. Thì tôi cũng rất may các anh chị và các bạn là tôi có một người bạn cũng rất là lâu năm, cũng trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, ví dụ như là thất bại cũng rất là nhiều, rồi thành công cũng rất có. Hồi đó chúng tôi là những cái chủ doanh nghiệp, sau đó cùng nhau làm tại công ty bảo hiểm, rồi lại làm bất động sản, chứng khoán. Đến ngày hôm nay khi bước chân vào Nuskin thì tôi may mắn là được người bạn ủng hộ và chị ấy cũng có mặt ngay từ những ngày đầu. Thành ra cái câu nói mà ngay từ đầu chỉ cần có một người bạn để mà chia sẻ, để mà cùng nhau bàn bạc, vạch ra được những kế hoạch hay là thực hiện đó, thì cũng đã thành công rồi. Thì tôi cũng rất vui mừng, bởi vì đối với bản thân tôi đó, thì trong 21 ngày của tháng 8 tôi cũng đã cố gắng vượt qua những khó khăn cá nhân để đạt được gọi là executive ngay trong cái tháng 8. Còn bạn tôi tức là cố gắng và tháng này chị cũng đạt executive ngay trong tháng thứ hai. Thành ra tôi rất là vui mừng để giới thiệu với các bạn hôm nay nhân dịp một cái tối chủ nhật là có những cái câu chuyện làm quen rồi thành công hay là những cái lý do gì đó, thì để khắp nơi anh chị em mình cùng nhau quen biết, cùng nhau làm quen thông qua những câu chuyện rất đời thường nhưng mà rất hay.
Thì tôi xin trân trọng giới thiệu người bạn thân nhất của tôi, đó là chị Nguyễn Thị Hương, sẽ chia sẻ cùng với anh chị và các bạn một chút về cái lý do hay là cái câu chuyện của chị khi mà chị quyết định đến với Nu Việt và Nu Skin. Chị Hương ơi, xin mời chị Hương ạ. Chị Nguyễn, không biết là Nguyễn Thị Hương, không biết có phải chị Hương đây. Hello chị Hương ơi. Alo, chào anh Đinh. Dạ, chào chị. Anh Đinh nghe, tôi nghe, nghe không ạ? Dạ, thứ nghe gì, nghe rõ. Vâng, chào anh Đinh. Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Thị Hương, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui hôm nay có mặt trong webinar để chia sẻ về câu chuyện của mình. Điều gì khiến tôi cộng tác với Nu Skin và cụ thể là Nu Việt? Thì thực sự tôi là hai ba công ty liền. Chúng tôi ở Hồ Chí Minh làm về bất động sản, công ty Nam Long. Chắc nhiều anh chị nào mà từng mua nhà e-home của Nam Long thì biết rất rõ. Thành ra nếu mà nói về để đi kiếm tiền thì trong xã hội có rất là nhiều cách. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người mơ ước đó chính là một cái thu nhập thụ động. Làm thế nào để mình có được một cái hệ thống mà ở đó có mặt mình hay không thì nó vẫn mang lại cái thu nhập cho mình. Biết trong cái thời gian vừa qua ở tại thành phố Hồ Chí Minh á, và nói chung là ở Việt Nam thôi, cái ngành bất động sản trong mấy năm qua á, thì là gặp khó khăn rất là nhiều. Gặp khó khăn rất là nhiều. Thì nhiều công ty có thể nói là trên bờ phá sản. Thì năm năm chúng tôi thì không 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 tránh khỏi cái sự khó khăn đó, nhưng mà khó khăn thôi nhưng mà cũng phải dám vượt qua đấy. Thì từ đó thì tôi thấy rằng là mặc dù những năm trước chúng tôi làm ăn rất là tốt, nhưng mà khi mà thị trường nó đi xuống thì mình cũng bị gánh chịu theo thôi, chứ mình cũng không thể nào mà thoát ra khỏi cái xu hướng chung của thị trường như vậy. Thì tôi với chị Nga, thì như mấy chị Nga đã nói rồi thì chúng tôi là hai người bạn thân với nhau cũng phải đến gần 20 năm rồi, và rất là nhiều những sự thăng trầm của hai chị em. Lần trước chị Nga cũng nói và vừa rồi chị Nga cũng nói thì tôi cũng không nói nhiều. Thì hôm nay ở đây tôi chỉ nói về cái câu chuyện của mình là để đến được với lúc đầu đến với Lutin. Thì thực ra hai chị em chúng tôi thì lúc nào cũng bên nhau cũng chia sẻ. Thì cái cơ hội này thì chị Nga có nói với tôi tầm khoảng sau Tết, nhưng mà lúc đó thì thực sự là tôi hiện tại thì tôi đang bận, nên tôi cũng lơ lơ chả để ý. Tầm khoảng tôi nhớ mới là lần tháng tháng tư hay tháng năm gì đấy chị Nga nhỉ, đấy thì là chị Nga có bảo tôi đến Thủ Khoa Huân để gặp anh Đinh. Thế thì lúc gặp anh Đinh thì thực sự là tôi cũng có những câu hỏi anh một câu là anh có biết rằng là cái sân xa nhất của cái ngành này là cái gì không? Thì thực sự anh Đinh cũng trả lời tôi bằng vâng, cuối cùng thì mới đi đến cái câu mà tôi ngẫm mãi và tôi cũng nhớ mãi, là anh Đinh nói rằng đây là cái mà gọi là những khách hàng, những khách hàng tiêu thụ, những khách hàng trung thành với công ty đấy. Cái mấu chốt của cái ngành mà cái mà khách hàng trung thành với công ty, thì tôi cũng nói với anh là đúng, tôi cũng đúng là cái điều đó, nhưng mà có làm hay không tôi cũng xem đã. Tôi nói như thế và tôi về. Thì thực sự là lúc đó chị Nga nói là công ty cũng sắp vào thôi, cũng chưa vào đâu. Tôi nghĩ là chắc là còn lâu, mình làm trong nhà mình tí. Nhưng mà thực sự là không ngờ là đến khi mà chị Nga báo tôi là 10 tháng năm đi mở cửa đấy. Thì thực sự lúc đó tôi là lúc trước chị Nga có đưa cho tôi các cái tài liệu đó thì rất là nhiều, nhưng tôi chẳng đọc gì cả. Đến giờ đó thì coi còn một tuần nữa là đến tôi hội thảo tôi đọc. Thế thì khi tôi đọc xong thì tôi thấy tôi thích quá. Chị biết tôi thích cái gì không ạ? Tôi thích là cái sự mà mấy cái máy gà ba nít á, cái làm cho mình trẻ ra trông thấy á. Thì lúc đó tôi đang làm nhạc, lúc tôi đem cái đùi cho nên là tôi vội vàng tôi đọc và tôi xem hết cái tổng thu quá đấy. Thế thì là tôi mới nói nghe ok à đấy, nhưng mà lúc đó các anh chị biết sao, tôi cười với anh xong về nhà tôi sẽ lép, bởi vì ông xã tôi phản đối kinh khủng.
và các anh chị nên nhớ là cái chuyện ông chỉ cần hỏi tôi câu là kinh doanh đa cấp hả? Mình cũng nữa nhưng không trả lời nữa. Đúng rồi, Việt Nam cũng gọi là đa cấp thật. Ông cấm không cho tôi làm. Em thế rồi bắt đầu các bạn lúc đó là các bạn biết cái chủ gì không? Em ở bên 24 ở Việt Nam báo cáo ngày nào cũng đăng, ngày trời đăng luôn. Thì trả lời bạn nhìn thấy chưa? Dùng những sản phẩm này cho nó làm khỏe, làm trẻ, làm đẹp thôi. Ông xã tôi nói là được, cứ dùng thì cứ được dùng, nhưng làm nó không cho làm. Xong ông còn cấm tôi là không được rủ dê con cháu em út gì mà làm cùng, tôi cứ ừ luôn hết, cứ là vâng lời, chỉ lấy sản phẩm để dùng thôi. Thì khi mà công ty mở cửa thì là ngày 18 thì tôi lên, tôi mua một lúc một cái máy và một cái bộ transmission để về tôi dùng. Thì khi mà dùng thì tôi rất là thích và tôi thấy là tôi dùng thì nữ tôi thì đừng nó láng ra, nó khác ra bởi vì tôi phơi nắng nhiều quá, nó rất nhẹ như lên dùng lấy mặt tôi khác ra, nó khác ra thực sự thì ông thảo tôi quan sát một cách thấy có vẻ cũng quay bên, có vẻ cũng tốt đấy. Thế sau đó thì các bạn biết sao tôi đã chấp nhận em nớt cả sản phẩm cùng cái gì tôi thích, thế là tôi cứ mua cái gì tôi mua thử rất nhiều sản phẩm. Thế xong rồi bây giờ đến khi mà hai rồi bây giờ làm sao cũng chả biết bắt đầu từ đâu cả. Thế nhưng mà may quá là trong khi tôi đang xài các sản phẩm như thế thì chính là các em tôi, các cháu tôi thì ai cũng nhận xét là cái gương mặt tôi ấy nó khác, nó khác, thực sự là mình xài một khoảng hai tuần rồi mới được ba lần, không được đủ bốn lần nó đã thay đổi. À, người ngoài nhìn vào, hàng xóm nhìn vào là cũng đã thấy thay đổi rồi. Thế thì tôi mừng quá. À, tôi mừng quá thì tôi bảo thôi mình thích cái gì thì mình alo như thế thôi. Đấy, thì tôi alo tức là nói chung là đi từ sản phẩm. Thì là tôi đến với mọi người, từ các em trong nhà, từ các cháu trong nhà, đều bằng cái sản phẩm từ hàng xóm xung quanh. Thì mắc cười là các anh chị ạ, tôi bận buổi tối tôi không nghe webinar được. Thì tôi sáng hôm sau là tôi đi bộ. Tôi cầm cái máy là tôi nghe lại trên YouTube. Thế rồi cái chợ mà chỗ của tôi ấy, thì tôi ra chợ, đến chợ thì chị nghe gì vậy? Thế là tôi hỏi các bạn có muốn đẹp không, các bạn muốn trẻ không, các bạn muốn 20 năm sau các bạn vẫn như vậy không? Ở đây tự dưng sản phẩm đến mọi người các anh chị ạ. Đấy, thế tôi mới nghĩ à đây là cách để đi đến với mọi người. Đấy, thế xong rồi còn một cái điều vui mừng nữa là các anh chị biết không, cái tóc tôi rụng. Tìm những sản phẩm tôi mới xài có một phần thuốc ở trên đó là 70%. Nói chung là đến hôm nay tôi hết một dầu chỉ dùng tóc thì coi như tóc nó gần như là không còn nữa. Rồi hàng xóm bên cạnh tôi bây giờ là alo cũng dùng. Đấy thì tôi thấy cái sản phẩm này quá tốt. Và từ đó thì nói chung là đi từ cái sản phẩm ra như thế thì ông xã tôi sản phẩm nó quá hay như thế, dùng tốt thế chả có vấn đề gì cả. Thế thì tự dưng bây giờ thì là tự dưng ông xã ủng hộ tôi. Thế tôi đi học, tôi đi làm, thậm chí tối nay tôi đi tôi xin lỗi các bạn là tôi ở nhà tôi nghe webinar nhưng tôi chả biết làm sao để được nói chuyện với các bạn chị Nga để được nói chuyện. Thì ông xã thì chở tôi đi rất là vui vẻ. Thì ý mình muốn nói thật sự với các anh chị rằng thì là bằng qua sản phẩm thôi. Đấy, tôi bằng qua sản phẩm thì là tôi đến được với công việc này và tôi phá vỡ được cái sự nghi ngờ của ông xã tôi trong gia đình. Và bằng qua cái sản phẩm này thì tôi đến được với rất là nhiều người, toàn là hàng xóm xung quanh cả. Thì và khi sản phẩm đến tôi chả mua chả bán gì cả các anh chị cả. Nhưng mà hết tôi gặp ai thì tôi hỏi họ có vấn đề gì. Đấy, các bạn có bị rụng tóc không? Thì gần như là ai cũng có hết cả. Thế rồi tôi thấy tôi đi gội đầu
thì tôi thấy là chị da mặt chị đẹp thật nhưng mà xệ hơn tôi, thì tôi giới thiệu là tôi sẽ làm thử demo cho mấy chị đó, thế tôi cũng bán được hàng. Thế rồi hôm nay sáng hôm nay tôi chở con tôi đi học thì tôi thấy bà giáo bà than là bà nhức đầu, bà đau chân. Tôi hỏi bà đau chân về cái gì thì bà nói ra thì tôi biết rằng bà giáo bà bị cái bệnh mà gọi Thân tính mạch chân. là đúng rồi là giãn tĩnh mạch chân. Thế thì tôi lại mở cái máy ra tôi chỉ cho bà giáo mấy cái sản phẩm, bà là người nước ngoài, bà nhìn thấy là ok liền thì là bà kêu tôi lấy cho bà mấy món như vậy nên tôi dùng. Thế rồi chiều tôi, tức là cái mấy cái chị mà tôi làm massage mặt đó thì là đã mua sản phẩm, thì hôm nay chiều nay tôi mua sáng qua nhưng hôm nay tôi mới mang giao hàng được. Thì tôi giao hàng thì khi nói chuyện vậy thì tôi đều nói mọi người là nếu có thành viên thì rất nhiều người họ cũng thích làm cái thẻ thành viên như thế, thì hôm nay tôi đến là tôi giao hàng và tôi đưa cái trả lại cái hồ sơ. Thì tự dưng tôi ngồi nói chuyện thì tôi thấy là chị này có chồng ở nước ngoài, thì chị mới hỏi là vậy thì gia đình bên kia dùng mình như thế nào, thì tôi chỉ luôn cho chị cách để làm sao mà thay ấp chồng ở bên Mỹ và để cho mọi người gia đình ở bên Mỹ để mà dùng. Thì quá quá trình như vậy thì tôi qua đây thì tôi chỉ nói là thực sự là tôi đến với Nu Skin là bằng cái tình yêu về cái sản phẩm đầu tiên. Rồi sau đó thì thực sự từ ngày xưa tôi làm trong ngành bảo hiểm thì tôi cũng hiểu được cái vấn đề này. Thành ra tôi rất thích đối với Nu Skin là có đến hai dòng sản phẩm. Thứ nhất là sức khỏe và làm đẹp. Và cái thứ hai á, là đây là một cái công việc mà mang lại cho bạn một cái thu nhập thụ động rất tốt. Thì đây là hôm nay tôi lên đây thì tôi chia sẻ với các anh chị như thế, tức là chỉ bằng cái sản phẩm thôi. Và mặc dù tôi đang rất bận, cái nhà tôi hiện nay trong giai đoạn cuối, các anh chị biết là giai đoạn cuối của ngôi nhà là đi vào hoàn tất thì ti tỉ muội đủ thứ việc, nào là gạch, nào là cửa, nào là dây điện, nào là ôi giời, nhức hết cả đầu. Nhưng tôi vẫn rất cố gắng. Cái tháng đầu tiên tôi chạy, tức là từ mùng 10 tháng 8 cho đến cuối tháng 8 là tôi chạy hơn 3.000 điểm, và tháng 9 vừa rồi như vậy đấy mà tôi cũng đã chạy hơn 2.000 điểm, gần 3.000 điểm. Nói chung là tôi đã phấn đấu và tôi có hứa chị Nga rằng là hết tháng này là tôi sẽ lên executive đấy. Và hiện nay thì cái mạng lưới những người tiêu dùng á xung quanh của tôi thì tôi nghĩ là một tháng tôi cũng phải có được khoảng 2.000, hơn 2.000 điểm cho cái phần tiêu Tốt dùng quá. riêng đó. Còn cái người người làm tôi thì hiện nay cũng có được vài ba bạn cũng mới bắt đầu làm, nhưng mà tôi còn đang hy vọng chính trong những người dùng của tôi này sẽ có những người để mà họ sẽ làm, bởi vì họ chỉ thấy đơn giản có một cái việc là giống như chiều nay tôi cũng nói chuyện với chị đấy, chị bảo là chị vào trong cơ quan thì chị dùng thì chị thấy cái da mặt chị đẹp hơn, thì chị thấy cái chai Napka đó chị xịt mặt mũi mát mẻ, chị xịt cho mọi người một tí thì mọi người cũng rất là thích, thì tôi chỉ chị đó thế thôi, mọi người thích thì chị cứ lấy về thì chị bán cho người ta, còn nếu người ta thích thì chị sign up người ta vào để người ta được dùng cái giá ưu đãi Hương nghĩ chứ. thế nào về hai chữ đa cấp không? Thành ra lại còn nói về hai chữ đa cấp nữa các bạn ạ. Thì thứ nhất là khi tôi nói với các bạn là khi tôi đi giới thiệu với mọi người là trước tiên tôi đều để cho mọi người dùng, thì sau đó tôi nói mọi người là dùng mà bây giờ muốn dùng free, muốn dùng được miễn phí thì thứ nhất là dùng giá rẻ ưu đãi thì làm thẻ thành viên với công ty, còn sau đó muốn nói tiếp lên nữa là cái dùng dùng mà gọi là dùng miễn phí thì cứ giúp mọi người làm cái thẻ thành viên như thế cũng như mình thì họ sẽ được dùng miễn phí. Thế thôi, tôi rất là đơn giản, thế tôi cũng chả nói đao to vô lớn là hệ thống hay cái gì đối với mọi người, nhưng mà cứ thế từ 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 là mọi người đều ok hết và đều vào, cứ vừa dùng và vừa làm thế rất là đơn giản. Còn nói thật về cái chữ đa cấp á, thì thực sự là lần trước á, thì tôi cũng có giới thiệu với một cái tiệm tóc, thì cái cô bé này là cô ấy vừa làm make up và cô ấy vừa làm chụp ảnh. Thì chính cô ấy khi nói xong cô bảo với tôi là ơ thế cái này là đa cấp hả chị, xong rồi cuối cùng thì cô cũng trả lời là đa cấp gì, đẳng cấp, cái hàng này là hàng đẳng cấp như thế này thì quá tốt. Thế thì thực sự ra đối với tôi thì cái chữ đa cấp nó chả là cái gì cả, vấn đề cuối cùng mấu chốt là đi từ sản phẩm và yêu thích sản phẩm. Cho nên nói thật với các anh chị rằng là nếu ai đã chơi với Nu Skin thì điều trước tiên các anh chị phải yêu thích sản phẩm, phải dùng, cảm nhận và chia sẻ. Và rất 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 nhiều sản phẩm thì tôi xài đến cả kem đánh răng, thì những cái rất bình thường tôi xài đến cả xà bông nữa. Bây giờ chính con em dâu tôi cũng chả kịp coi hết, rồi nó lại bảo tôi chị ơi nước ướt tốt lắm, thế là tôi lại nhìn vào ơ nhỉ, rồi nó lại bảo chị ơi em chị đấy người là ngày tắm 2-3 lần nhưng mà là
mụn nhọt đầy người, chân nó thì mắc nấm. Tôi bảo ơ đấy, tôi lại chỉ cho cái sản phẩm này đấy để đưa về mà dùng. Thì nói đi nói lại là giống như chị Nga, chị cứ bảo tôi là cái gì, bà là cái gì, become product of product à? À, become a product of product. Thì nói chung là đấy, thì tôi thấy rằng là cái tình yêu sản phẩm thành công của tôi trong 2 tháng qua đến ngày hôm nay, thì tôi thấy là cái bắt đầu đi từ sản phẩm. Hãy yêu sản phẩm và hãy dùng và hãy cảm nhận, hãy chia sẻ thực tế những gì mình yêu thích đối với tất cả mọi người, thì rất là dị thế thì cái sản phẩm nó sẽ đi vào lòng người, và thực sự là người ta dùng tốt, ai dùng cũng tốt thì người ta yêu thích thôi. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện của mình ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn ạ. Dạ, cảm ơn chị Hương. Alo, alo. Dạ, dạ. Tôi nói hết rồi nhé. Cảm ơn anh Linh. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ chị Nga, không biết là chị dùng cái, hình như chị Nga với chị Hương đang ở chỗ hả chị? Có, mình ở đây đi. Dạ rồi. Có, mình ở đây đi. Alo, anh Linh. Hello, anh Linh. Dạ, 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 nghe chị. À, cái phần này của chị Hương ấy, là chị kể về cái câu chuyện và mình rất là tâm đắc cái câu chuyện của chị Hương. Lý do là chị đi từ sản phẩm, rất nhiều nhóm của trong cái team của mình chạy đâu đâu chạy đáo đi tìm rất vất vả nhưng mà không có kết quả. Lý do là ngay cả những người trong gia đình hay là những hàng xóm xung quanh cũng không dám ra tiếng. Và tôi rất thích cái câu nói của ông Triệu Phú đã làm ấy. Cái hồi mà công ty hay chưa nhất cần ra đâu thì ông cái câu lạc bộ công việc là ông mắc câu hay tất cả là bởi vì bạn không hiểu được đó chính là bạn. Tại vì thấy hầu hết các bạn á, thì là khi mà tham gia đó nhưng mà trong cái tư duy của mình, cái nghĩ của mình vẫn có một cái điều gì đó lấn cấn, rất là mắc cỡ khi mà ai đó nói đến chữ đa cấp sản phẩm thì lại cũng không dùng hoặc là mua cho lấy lệ, ví dụ thế chẳng hạn, thì rất là khó thành công. Như vậy sang cái phần thứ hai đó thì tôi rất muốn chia sẻ như sau. Nếu như mà để thành công trong cái công việc này thì tôi muốn các bạn hãy bắt đầu bằng 3 câu hỏi. Thứ nhất đó là tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu để mình biết rằng mình đang xuất phát từ cái điểm nào, cái điểm đứng của mình hiện nay thôi. Chứ cái này thì cũng không phải là quá quan trọng. Cái điểm quan trọng thứ hai đó là tôi muốn đi đâu? Thì bạn phải có cái đích trước, chứ bạn không thể không có đích được. Tôi cứ làm thử, đây là muốn ra sao thì ra thì cái đó không được. Và cái câu thứ ba vô cùng quan trọng đó là how, bằng cách nào. Thì cái cơ hội Nu Skin đó, của mình đó, đấy chính bạn phải hỏi cái câu hỏi là vậy thì Nu Skin có phải là cái phương tiện giúp tôi để đạt được cái mục tiêu hay không? Và khi mà trả lời như thế này đó thì các bạn nên đứng xa ra, nhìn vào cái cơ hội này để xem những cái đặc điểm mà cái nghề này nó có. Thứ nhất là cái ngành của mình ấy là bạn được chủ động về thời gian, tức là thời gian linh hoạt. Bạn có thể làm bất cứ vào thời gian nào mà bạn muốn. Thời gian rất linh hoạt, bạn có thể đi đón con, cũng có thể như chị Hương đó, đi đón con, cũng nói chuyện với bà giáo, nói chuyện với các phụ huynh, rồi cũng ra những khách hàng. Thành ra cái thời gian linh hoạt này giúp cho mình có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào bạn muốn. Điều thứ hai, công việc này bạn là hoàn toàn chủ động trong công việc. Bạn được quyền chọn khách hàng, chứ không phải là khách hàng nào bạn gặp bạn cũng nói. Và có những người khách hàng họ hỏi hẳn hoi rồi có khi mình cũng không nói, bởi vì mình phải xét xem rằng là cái thời gian quý báu của mình khi mà nói với cái người này liệu có được hay không. Đấy, ví dụ như thế, tức là bạn được chủ động chọn khách hàng. Cái ưu điểm thứ ba nữa, tức là bạn có cơ hội được đi nước ngoài, có thể là bạn đi mở thị trường ở nước ngoài, có thể là bạn đi học tập, đi các convention, tham dự các convention lớn của công ty ở nước ngoài, hoặc là đi du lịch vân vân. Nếu bạn mà làm việc tốt thì đấy là một cái cơ hội mà không phải ngày nào cũng có. Có một cái luật, tức là có một cái chính sách trả thưởng minh bạch, cái này vô cùng quan trọng. Trong tuần này tôi có 2 người giám đốc, trước đây thì tôi có trao đổi với những cái bạn này nhưng họ chê, nhưng mà gần đây thì họ gọi lại. Và ngày hôm qua một bạn đã lên công ty đúng vào cái ngày cuối tháng thì thấy công ty quá đông luôn, thì bạn cũng thấm, lúc đấy bạn mới thấm cái câu nói của anh Lim, có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một con sóng, mà đã là con sóng thì dù có bạn hay không, con sóng nó vẫn cứ cuốn đi. Anh em mình mới chỉ cho bạn và em thấy không, rất đông. Cái không khí nhộn nhịp này đã giúp cho bạn, đưa bạn đến cái quyết định rất là nhanh chóng. Thì những cái người giám đốc này đó thì họ
làm những cái doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam. Cho nên là khi mà những cái tháng 5 tháng mà còn đang thuận lợi đó thì họ rất là thoải mái. Nhưng 3 năm gần đây các bạn cũng biết, cùng với cái sự điều kiện kinh tế khó khăn ở trên toàn thế giới thì các công ty tại Việt Nam y chang, công việc không có, nhân viên thì không có tiền để trả lương, rồi bản thân không ký được hợp đồng, chính bản thân các anh chị các bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên khi mà họ cần một cái công việc thì họ cứ mải miết đi tìm, nhưng hầu hết là không chấp nhận hai chữ đa cấp. Nhưng nếu họ thấy một người bạn ví dụ như mình rất tự tin trong ngành thì bạn người khác muốn tìm hiểu cái công việc họ sẽ kiếm đến mình. Rất nhiều người hỏi mình là phải chọn công ty, phải chọn sản phẩm, phải chọn, đúng, những cái điều đấy là đúng các bạn. Nhưng mà cái quan trọng nhất nữa đó chính là bạn, cái người đứng trước khách hàng, người ta nghe cái bạn nói, nghe bạn nói điều gì hoặc là những thắc mắc gì họ hỏi, mà nếu như mình có thể giải đáp chia sẻ với nhau thì bạn ấy rất là tin tưởng, thì người ta sẽ đi theo mình. Và cái thứ năm nữa ở trong cái ngành này cho mình đó chính là một tầm nhìn lớn các bạn. Ở những ngành khác thì chỉ quanh quẩn thôi, ví dụ như anh giám đốc này thì làm truyền thông, làm web, làm dịch vụ cho các công ty Việt Nam, thế là hết rồi. Cũng không bao giờ nghĩ rằng công ty mình có thể hoạt động tại nước ngoài. Nhưng đối với cái ngành này, cái cơ hội Nu Skin này cho phép bạn có thể vươn ra nước ngoài với những cái ngành hoặc là những cái dịch vụ của mình, vân vân. Thành ra từ đây á, tôi có thể nói với các bạn rằng là cái ngành của mình có rất nhiều cái lợi điểm để có thể giúp bạn thành công. Nhưng mà ít ít ra là bạn phải hiểu được cái điều này thì sau này bắt đầu mới dễ nói được. Và cái điều thứ ba nữa là khi mà tiếp cận đấy, các bạn có hỏi cái câu hỏi tiếp cận thì họ hỏi là tại 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 sao mà khi em nói không được, là bởi vì bạn giống như anh đi nói con nước xanh nước đỏ, tức là thuộc về vấn đề giao tiếp. Giao tiếp thì các bạn cần nhớ một số cái nguyên tắc, tức là 3 giây 3 phút đầu tiên vô cùng quan trọng. Cho nên cái ngoại hình của mình, cái ăn nói của mình, cái nụ cười của mình, cái ánh mắt của mình các bạn phải luyện tập. Hầu hết khi mà lên công ty tôi nhìn thấy rất nhiều là bạn khi mà gặp nó cái nét mặt rất buồn thì cái người đối diện với mình rất là khó để có thể cởi 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 mở nói chuyện với bạn, hay là bày tỏ những cái quan điểm, hay là tiếp tục để mà thay đổi vân vân. Thành ra cái giao tiếp thì bạn nhớ cái nguyên tắc gọi là 3 giây 3 phút đầu tiên thì vô cùng quan trọng. Nếu mà bạn vượt qua, hai người gặp nhau trong 3 giây đầu tiên mỗi người sẽ có một suy nghĩ gì đó về cái người đối diện. Và nếu như cái này thì không có đúng không có sai, nó phụ thuộc vào cái gọi là cái điều kiện hình thành và phát triển con người của mỗi người. Xong nếu như có điều kiện mà chúng mình nói chuyện thêm độ khoảng 3 phút thì các bạn sẽ thấy rằng rất nhanh người ta quyết định rằng là tôi có nói chuyện tiếp với cái người này hay không. Nếu mà không có cảm tình thì nhất định là người ta từ chối, thế thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Thành ra là đấy là vấn đề giao tiếp. Trong một số các cái vấn cái hôm mà chúng mình huấn luyện đó thì rất nhiều bạn bạn hỏi là có làm thế nào để vượt qua được những lời từ chối. Đây là một những phần trong những phần rất là quan trọng. Ví dụ như cái gọi là cái lý do nhiều nhất mà người ta phải vượt qua đó chính là ô đây có phải là đa cấp không, và người ta rất ghét hai cái chữ đa cấp. Thực ra ở Việt Nam mình á, dùng đúng một từ là đa cấp, mình không thể nói cái từ khác được, ngay cả cái giấy phép của chính phủ cấp cho công ty cũng là đa cấp. Nhưng mà đa cấp thực ra là nhiều cái tầng thôi chứ cũng chẳng có gì khó khăn hết, và ta đang nói đến cái chuyện gọi là một cái hệ thống phân phối. Còn cái chất lượng sản phẩm thì đúng như chị Hương lúc nãy nói là có người khách hàng người ta nói thẳng là Nu Skin là hàng đẳng cấp, còn đa cấp tức là người ta đang nhìn về cái gọi là hình thức phân phối. Nếu như các khách hàng của mình thích cái sản phẩm đẳng cấp mà lại cứ vì hai cái chữ đa cấp tức là cái hình thức phân phối để bỏ qua những cơ hội sử dụng những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng như là đẹp, sự trẻ đẹp của con người hay là những người thân yêu trong gia đình, thì cái đó là một điều rất đáng tiếc. Tôi có thể nói là rất đáng tiếc. Cũng cũng giống mình trước đây, mình mất mất 6 năm mới vượt qua được hai chữ đa cấp, cho nên bây giờ mình cũng rất hiểu khách hàng họ nghĩ như thế nào. Và đây là một trong những điều mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Câu đầu tiên người ta sẽ hỏi mình, của đây có phải đa cấp không? Thì muốn mà vượt qua được cái chuyện này thì các bạn cũng sẽ phải tự tin, đúng không? Các bạn phải tự tin. Người ta mới hỏi là ủa vậy chứ tự tin đến từ đâu? Thì trước đây đó, trong trong rất nhiều lần mà chia sẻ với các bạn tôi cũng có nói cái điều này, tức là mình làm nghề nào mình phải giỏi nghề đó, tức là về nghiệp vụ mình phải giỏi. 2 ngày ở Manavui vừa qua đó có thể nói là chúng mình học được nhiều hơn 1 tháng. Lý do là gặp rất nhiều các anh chị và các bạn, những người thành đạt, những người chủ doanh nghiệp, những người bác sĩ, những người dược sĩ, những người rất là năng động, có thể nói là rất là năng động, và họ có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề sử dụng sản phẩm.
ngay cả các anh chị ở bên Mỹ thì làm việc lâu rồi thì không không có nói làm gì, nhưng mà các anh chị ở Việt Nam có những anh chị đã sử dụng sản phẩm cách nay đã 1 năm hơn. Tất nhiên họ rất nhiều cái sản phẩm như là cái chị dược sĩ Trang vừa rồi chẳng hạn rất là hay, chị Nguyệt ở Hà Nội đã có cái thời gian làm spa gần 20 năm, thì cái đó là một cái gọi là một kho kinh nghiệm. Chúng mình mà được gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi lại nghe những cái kinh nghiệm như vậy nhớ kinh khủng. Và anh đi lại bốc lên trên Facebook nữa thì là các bạn hoàn toàn có thể chủ động học được nếu như mình muốn. Thành ra là muốn tự tin là làm nghề nào phải giỏi nghề đó. Và sau đó chính sách trả thưởng công ty rồi các bước tiến hành những bước những việc cần làm ngay trong 30 ngày đầu tiên vân vân. Những cái buổi huấn luyện của Nu Việt mình 9 đến 12 giờ ở công ty là phải có mặt hết các bạn. Chưa kể 3 lớp bắt buộc tại công ty. Rồi đội nhóm của các bạn nữa. Thì đó là những điều để các bạn có thể vượt qua được 2 chữ đa cấp khi mà làm việc với người bên ngoài. Có rất nhiều người sẽ nói rằng là tôi bận lắm, tôi không không có thời gian. Thì bạn có thể hỏi lại thôi. Bạn nói thế anh định bận đến bao giờ? Đúng không? Nếu mà bận như vậy thì có bận cả đời. Và bản thân chúng tôi ở ngay trong cái ngành này cũng đã được học. Thực sự mà nói là một người không thể nào làm giàu được. Phải có nhiều người. Cái hồi mà tôi làm bảo hiểm cho các bạn trong vòng khoảng 3 năm thì tôi cũng có một đội ngũ mấy ngàn người. Đấy thì phải nhờ cái lực lượng đông cùng các anh chị và các bạn làm thì mình mới mới có được cái thu nhập tốt, chứ còn bảo một mình dù mình có làm 200% thời gian cũng không có thành công được. Thì đấy là một cái vượt qua từ chối. Cái nữa có thể là người ta nói là tôi không không có muốn bán hàng rồi đấy chẳng hạn, thì ở đây là cái ngành của mình là không nhất thiết phải bán hàng. Thì đấy tất cả những cái kiến thức đó tôi muốn các bạn phải rất rảnh rẽ, các bạn phải học 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 mỗi ngày, học không bao giờ được ngừng. Bởi vì nếu như các bạn không học đó không thể nói chuyện được. Cái phương châm của Nu Việt của chúng ta đó là chỉ và dẫn, chỉ tức là chỉ vào những cái phương tiện trên internet như là webinar, Facebook, trang web, YouTube, tất cả ở Nu Việt anh đi đã chuẩn bị hết trơn rồi, mình chỉ có xem kỹ những cái tài liệu này nằm ở đâu thế thôi. Thành ra rất nhiều các bạn cứ hỏi mình là chị bây giờ chính sách trả thưởng nó làm sao, và đây mang máy tính lên đây chị chỉ cho, đây chính sách trả thưởng nằm ở đây, ví dụ thế. Đấy là chỉ. Còn còn dẫn thì là tức là đưa các anh chị và các bạn đến các cái buổi ví dụ như là học của công ty hay là những cái buổi huấn luyện đào tạo của Nu Việt mình hay là các đội nhóm của các bạn. Và một điều không thể nào thiếu được đó chính là tình yêu sản phẩm. Giống như chị Hương nói, tôi rất tâm đắc điều này. Cái ngày đầu cũng như lần trước tôi có chia sẻ với các bạn, chính cái chai Vitality thì đưa tôi đến với Nu Skin. Lại lúc đấy tôi cảm thấy là mình đã bắt đầu già cỗi, rất mỏi mệt, không thể nào mà ngủ dậy. Tức là tôi bị áp huyết thấp rồi là bị xoang, có thể nói là kinh niên suốt mấy chục năm bị xoang, cho nên rất thời tiết mà thay đổi là mình nằm một chỗ. Thì khi mà dùng cái Vitality đến tuần thứ 3 thì tôi thấy nó rất là hiệu hiệu quả. Và hiện nay đó những người quen những bạn bè của mình đều là có dùng Vitality của công ty mình. Thành ra đấy là một niềm vui. Và một niềm vui gần nhất nữa đó là mẹ tôi năm nay mẹ tôi 85 tuổi. Thế nhưng mà mẹ tôi cũng rụng tóc. Thế mà thường là những người lớn tuổi đó thì cái sự lão hóa nó quá lớn rồi. Mình nghĩ là sẽ không lấy lại được đúng không? Nhưng chỉ dùng cái chai gội đầu của công ty mình đó có 2 lần thôi mà cái tình trạng rụng tóc có thể nói là giảm rất là đáng kể. Khi mà mình vuốt cái tay lên cái tóc đó, thì nó ra không có bao nhiêu sợi. Vậy thì đối với một cái người lớn tuổi như thế, các bạn biết là mẹ mình đã 85 tuổi mà sản phẩm vẫn có hiệu quả. Thế thì những anh chị và các bạn ở độ tuổi như mình 50 mấy 60 thì rõ ràng là hiệu quả tốt thôi. Đó cho nên nó phải sản phẩm nó phải lan tỏa ngay từ trong gia đình. Xong rồi đến những người xung quanh bạn bè hàng xóm. Rồi nó đi như vậy rất là chắc các bạn. Xong rồi thì nó mới đi đến những người khác. Chứ ngay từ đầu mà mình ra mình kiếm ngay những cái người lạ đó là cũng tương đối khó. Vì các bạn còn mới phát mà lại không nói được thì việc tốt nhất là cái 10 webinar mỗi buổi tối. Thì tôi có rất nhiều các anh chị và các bạn đó họ cũng dạy về cái mạng xã hội, họ dạy về về webinar và họ cũng đang giảng dạy trên webinar. Họ nói là webinar đâu có gì khó, nhưng mà cái nội dung trong webinar mới là khó. Cho nên cái webinar của họ một thời gian hoạt động đó, sau đó có thể nói là ngừng, tại vì không có nội dung mà nói. Thì đối với Nu Việt của chúng mình đó rất là hay, bởi vì mỗi một tối lại có một anh một chị hay là có thể các anh chị đang ở nước ngoài, có thể các anh chị đang ở Việt Nam vân vân tham gia, cho nên nhiều cái góc nhìn khác nhau về ngành này, nhiều cái góc nhìn khác nhau về 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 sản phẩm, cũng như là nhiều cái góc nhìn khác nhau về cái tầm nhìn hiểu hiểu biết của con người. Thành ra nhiều ý kiến như vậy nó sẽ khiến cho gọi là khách hàng tiềm năng hay là các nhà phân phối hay là các anh chị có mời bạn bè vào nghe đó
thì cảm thấy nó rất là hay, bởi vì nhiều cách nhìn khác nhau và nó rất là khách quan, nó rất là trong sáng, chứ mình không có nói một chiều. Tại vì suy nghĩ như thế nào thì người ta nói đúng như vậy. Thành ra trong cái buổi, một cái ngày chủ nhật mưa suốt ngày, thế nhưng mà buổi tối được gặp nhau trên Facebook thì thật đúng là có thể nói là webinar của cái Nu Việt mình đó là một cái vũ khí rất là lợi hại và là một người bạn đường thân thiết cho tất cả những ai muốn thành công trong Nu Skin, thành công cùng với Nu Việt. Thì mình cũng chẳng có gì hơn, mình chỉ chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều kiến thức cũng như là trải nghiệm cùng với Nu Việt để có thể đạt được thành công trong Nu Skin. Và mình xin cảm ơn các bạn. Hello anh Đín. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Nãy giờ nghe chị. Dạ. Yeah. Không biết là có cái câu hỏi nào không, còn mình sẵn sàng để chờ câu hỏi của các bạn ạ. Dạ. Số mấy anh chị nếu có câu hỏi đó, mấy anh chị làm hai chuyện. Thứ nhất là bấm vào cái dấu bàn tay, hoặc là mấy anh chị đến ở phía dưới để mình mở cái âm thanh để cho mấy anh chị có thể nói chuyện. Sẵn hôm nay đó mình có một số mấy anh chị nào mà đi cái Malawi. Nếu mấy anh chị đang ở trong webinar đó, không biết là mình có Xuân Chi ở Ban Mê Thuộc. Nếu Xuân Chi đang nghe đó, Xuân Chi bấm cái dấu bàn tay chú mở cái like nha. Một số mấy anh chị nào đi dự cái Malawi kỳ vừa rồi, có thể mấy anh chị chia sẻ một vài cái cảm nghĩ. Mấy anh chị bấm vào cái dấu bàn tay nha. Hay là mình có Paulo. Tâm ơi Tâm. Paulo hình á. Yeah. Tâm ơi Tâm. Yeah. Rồi. Tâm đang ở đâu đó? Ừ. Tâm có thể chia sẻ một vài cái cảm nghĩ trong cái chuyến đi kỳ vừa rồi, hay là những cái gì mà chị Nga với lại chị Hương vừa mới chia sẻ. Dạ. Dạ alo, mọi người nghe không ạ? À nghe. Nghe Tâm tao nói. Dạ. Dạ chính đi, xin chào tất cả các anh chị em Nu Việt đang có mặt trong webinar. Thì em xin được phép chia sẻ về cái chuyến đi 2 ngày của chúng ta. Thì thật sự là khi mà biết được thông tin là mình được đi cái trại vào ngày 27-28 bởi vì 28 là ngày sinh nhật của em, cho nên là quỹ là trước đây mình trải rất nhiều rồi, thì không biết là bây giờ mình nên đi trại hay là mình nên ở nhà. Bởi vì có rất nhiều anh chị em cũng trong các đội nhóm khác thì các anh em cũng điện thoại alo rủ đi tổ chức sinh nhật cho em. Thì biết rằng là con suy nghĩ một đêm quyết định là chắc chắn sẽ đi đến Nu Việt và sẽ được học rất nhiều thứ. Và sau 2 ngày trải nghiệm á, thì rất vui và hạnh phúc khi được nghe rất nhiều câu chuyện các anh chị, như là chị Lon, chị Quyền, rồi chị Trang, cũng như các anh chị khác rất là nhiều ạ. Thì sau cái buổi huấn luyện của anh Tâm thì em cũng nhớ lại một phần nào về cái những thành công của mình đã nhỏ mà đạt được trong quá khứ để tiếp thêm động lực, cũng như là xác định được mục tiêu tiếp theo và sẽ đến là gì. Thì vào niềm hạnh phúc rất là lớn hơn nữa là vào ngày sáng ngày 28 anh Đi mới công bố là ngày 28/9/2012 là ngày khai sinh của Nu Việt. Thì rất là hạnh phúc mà mình không biết nói là gì, không biết là gì đó. Lúc mà anh Đi nói là lúc mà anh Đi nói là mọi người anh sinh nhật ngày này á, thì anh được chia sẻ với anh chị dưới không nghe rõ. Nên là lúc mình chạy lên, cô Nga ơi em cũng sinh nhật ngày này, em đi chạy lên đi. Thì lúc đó em mới chạy lên. Và còn nữa là đầu tiên thì lúc mà nhận được mặt ná của các anh chị em á, thì đã lâu rồi em chưa mặt ná cho chị được tâm như vậy. Và anh em chơi rất là vui và hạnh phúc. Thì sau khi nhận những ngày này của những anh chị em chơi rất là vui, thì em rất là hạnh phúc. Như là khi mà một số anh chị chia sẻ, một số người đã 5 năm, 10 năm, có chị 30 năm rồi mới chơi giỏi những trò chơi như vậy. Tuổi trẻ như ấy thì giống như là cái trò chơi trực tuyến của anh Cao Thành Tâm vậy, thì hiểu được em là một trò hiểu được vài năm rồi thì rất là vui là những gì đó. Một phần nữa là cái điều em nhận ra được đó là thành thật đổi nhớ mọi người, đó là mọi người chúng ta làm việc cùng nhau cần có nhiều hỗ trợ thật công nghệ khác cái kinh nghiệm và chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể tốt lên. Khó khăn thì các anh chị em trong đội nhóm sẽ giúp đỡ rất là nhiều.
nhiều. Xung quanh thì đã nói quyết định là thấy thành phố của bạn trong hội mức quy trình cấm hút thuốc lá nơi công cộng của thính giả của những dân tỉnh áp suất khác xã hội hóa huyện Trân Thành tỉnh Trà Vinh cuộc sống với tất cả đại gia đình của đô thị. Dạ. Rồi, ok. Hình như có cái tivi hay là gì mở đó. Để coi mình mở cái này cho chị Nga trở lại. Ok chị Nga ơi. Dạ chào chị Nga. Dạ đây ạ. Tính hỏi chị về chị, tại vì chị cũng có thời gian làm bảo hiểm đó chị. Thành ra có thể nói là một số bây giờ đó mình cũng có một số mấy anh chị cũng tham gia nhưng mà đối với một cái người mà đã từng làm bảo hiểm chị, thứ nhất đó là người ta thiếu thông tin về cái việc làm của mình ấy. Thì nếu mà chị gặp một người làm bảo hiểm ấy, thì chị có một cái thông điệp gì, một cái lời gì cho một số mấy anh em làm bảo hiểm. Bảo hiểm đây đó không phải là mình níu kéo hay là mình ra ngoài mình thuyết phục người ta làm đó mấy chị, nhưng mà nếu người ta muốn thay đổi, thực tế là người ta muốn thay đổi cái việc làm, muốn tìm một cái việc làm gì đó đó, muốn tới với lại cái nếp của marketing nhưng mà vẫn còn một cái thành kiến gì đó đó, thì không biết chị Nga có cái lời gì cho một số mấy anh chị này. Đó. À, cái câu này đó là mình cũng đặt rất đi. Các bạn lúc đầu ấy thì nhiều anh chị bảo hiểm ghét lắm và có thể nói là kỵ luôn. Vì một khi mà những người vào làm bảo hiểm thì họ có những cái tình yêu đối với ngành nghề nghiệp của họ, họ không thích cái chữ đa cấp, họ sợ. Tại vì bên bảo hiểm thì nói thật với anh rằng là phòng ốc văn phòng thì đẹp, về mặt áo vest bề ngoài nó rất là đạo mạo, rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà những người này mà tiếp xúc với cái sản phẩm đó thì mình mới hỏi rằng là thế em có nghĩ là khách hàng của em cần sức khỏe, em có muốn khách hàng của em đẹp không? Thì như vậy đây là một cái cộng thêm, phần cộng thêm, một cái món quà cộng thêm cho khách hàng. Chứ không phải là mình nói khách hàng là ồ, khách hàng các anh các chị mua bảo hiểm để mà lấy tiền mua cái sản phẩm Blue Skin thì nó không có. Nhưng mà bất kỳ người khách hàng nào cũng là con người đó thì người ta đều có vấn đề về sức khỏe, này đều có vấn đề về sức khỏe, đều muốn trẻ và đẹp. Thì cái này chỉ là cộng thêm thôi. Thì hiện nay đó thì các anh chị mà làm bảo hiểm đó, thì nó chia làm hai loại. Thứ nhất là có những anh chị bảo hiểm đó, họ mình anh chị đại lý thì những số lượng người này rất là đông. Cái tỷ lệ mà nghỉ việc rồi đấy, hiện nay ra ngoài làm việc nhưng đã có kinh qua mình bảo hiểm hiện nay rất là đông. Thì những anh chị này đấy, họ không có thành tích được lắm nhưng mà họ có thể đang làm những cái công việc bên ngoài thì họ cần một chút thông tin thôi. Còn đối với số lượng các anh chị này thì thuyết phục thì không có gì khó khăn lắm. Còn các anh chị mà đang làm bảo hiểm đấy thì cái này là khó hơn, bởi vì họ rất là yêu nghề, họ sợ ảnh hưởng đến khối lượng khách hàng của họ. Thì những anh chị này là hơi hơi khó hơn một chút. Thì khi nào mà họ thực tâm có một cái nhìn khách quan, cái người đứng đằng trước họ đủ cái tự tin để nói chuyện thì mình nghĩ là mới đạt yêu cầu thành ha. Chứ còn thật ra thì hai cái ngành này không có xung đột nhau, cũng chẳng có xung khắc nhau. Mình ít khi mà gặp khách hàng hỏi về hai chữ đa cấp lắm, bởi vì mình rất là tự tin. Và khi mình nói chuyện thì các bạn biết là tới nay là đã công ty mình là hơn 2 tháng rồi. Thì cái sản phẩm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái bề ngoài của mình thì rất là rõ ràng. Thành ra ai gặp lại cũng nói là trời ơi, lúc này chương trình em khác quá, hay là vui quá mà đó. Vui là nhờ sản phẩm Vitality, đẹp là nhờ giày mình kê ra các cái sản phẩm mà mình đã dùng. Thì là các bạn mình rất là tò mò và rất muốn tìm hiểu. Tại vì quan trọng là do cái người đứng đằng trước. Nên mình cứ ước mong tất cả các anh chị và các bạn trong ngành của mình phải tự học, phải tham gia các lớp của công ty, tham gia các cái lớp học khóa đào tạo, các cái lớp, các cái buổi sinh hoạt của nhân viên cũng như là các webinar hàng ngày để có được cái sự tự tin, có được kiến thức, có sự tự tin. Thì khi nói chuyện nó không phải là khó đi. Còn ngoài ra đó là các anh chị đại lý bên bảo hiểm đó, họ bán hàng, tức là phải bán hàng rất là nhiều. Cho nên khi đi sang đây đó, họ thấy nếu trong tháng đầu tiên họ không có thu nhập đó, thì ngại. Đây cũng là một cái rào cản. Thì là mình phải giải thích cho họ là hai cái chuyện này khác nhau. Một bên là bán hàng và nhận được hoa hồng có ngay, nhưng mà về lâu về dài thì bạn có bán mãi được hay không. Còn một bên là mình xây dựng hệ thống, cho nên trong 3 cho đến 6 tháng đầu nó sẽ chậm, nhưng sau đó thì nó đi rất là nhanh. Chúng mình mới có độ hơn 2 tháng, mình nghĩ là trong những giai đoạn đầu đi học thôi. Thế nhưng mà đã phát triển, tức là cứ từ cái nghề này mình thấy nó rất là hay ở chỗ là cứ từ cái người này giới thiệu người khác,
sản phẩm nó tốt cho nên tự nó làm chuyện người khác lại giới thiệu người khác nữa, thế như vậy và phải có thời gian để cho cái sản phẩm nó có phát huy hiệu quả đối với mỗi người. Sau đó thì mình biết là vấn đề dạ cái câu về bảo hiểm, các anh chị bảo hiểm thì như vậy đấy. Dạ dạ cảm ơn chị. Có một cái cũng muốn hỏi chị, đó là phần lớn nếu mà nhìn ở trong cái lực lượng của Nu Việt bây giờ đó chị, thì phần lớn theo sự nhận xét riêng của em thì ở cái lứa tuổi khoảng chừng 30-50, một số mấy anh chị cũng tương đối trẻ hơn, ví dụ như 20-30, nhưng mà còn một cái số mà tương đối đông đó mấy anh chị, mình hay nói dùng cái từ baby boomer, không biết ở Việt Nam có cái từ nào không, nhưng mà những người mà từ trên 50 đó, ví dụ như từ 45 trở lên, 45, 50, 55, dĩ nhiên là một số mấy anh chị trẻ bố mẹ cũng vào ở cái tuổi này, thành ra chị Nga rồi cũng giống như cá nhân em, mình ở trong cái độ tuổi này đó, thì chị thấy là hình như là mình chưa tiếp cận tới một cái lớp tuổi này đó chị, vì đây là cái lớp tuổi mà đang nắm cái hầu bao của gia đình, đây là cái lớp tuổi có thể là đang giữ một phần không lớn tài sản của quốc gia bây giờ cũng có nhưng mà cái cách tiếp cận bây giờ đó mình vẫn chưa đi vào được, và em nghĩ là cái cách tiếp cận sản phẩm của Nuskin đó, sản phẩm của cái này chắc là mình sẽ phải bỏ vô trong các cái buổi huấn luyện 92 giờ thứ bảy anh đi, tức là những cái câu hỏi rất là giản dị, ví dụ như là đấy, như hôm nay chị Hương gặp cái bà táo thấy bà cúi xuống đau là hỏi ngay bà bị làm sao, nói là chân tôi nó bị sưng hay thế nào thế kia, thì cái vấn đề sức khỏe của những người này hầu ai cũng gặp vấn đề sức khỏe đi, bởi vì là trên 50 là nó hóa hết rồi. Là không những là cái bề ngoài đâu, bề ngoài thì nhăn nheo thì người ta thấy rõ rồi, nhưng mà tim phổi gì đó, mắt của mình đó bị khô kinh khủng luôn, từ hồi mà dùng cái sản phẩm là iPhone HOL được 2 chai rồi thì đỡ kinh khủng, cái trước đây là suốt ngày nháy rất làm nặng và làm cái đấy là ảnh hưởng rất nhiều đến cái bề ngoài khi mà đi làm việc. Thành ra mình nghĩ là riêng về vấn đề sức khỏe đó, cái dòng tộc nó sẽ phát huy rất mạnh, nhưng mà mình sẽ phải soạn ra những cái câu hỏi đơn giản và cùng nhau ngồi xuống để học và chỉ dẫn cho các anh chị và các bạn, và trong các cái buổi huấn luyện như vậy các bạn, các cái nhà phân phối các bạn đi phải ngồi xuống tập luôn anh đi, phải tập và nói cho nó quen, đến khi ra đó là gặp ai cũng hỏi như vậy thì nó sẽ là cái con đường mở ra để cho mình tiếp cận với cái lứa tuổi mà có thể gọi là baby boomer, hoặc ở bên nước mình thì cũng trên 50 tuổi thôi, những cái lực lượng này có quyền quyết định đến cái túi tiền trong gia đình anh đi. Thì cái này rất là quan trọng, mình sẽ lưu ý cái chuyện này, mình sẽ lưu ý. Rất hay chị. Chắc chắn là ở cái lứa tuổi này đó mấy anh chị không nói nhiều về cái cơ hội đó, nhưng mà cái điều mà người ta quan tâm đó là về vấn đề cái sản phẩm, về vấn đề sức khỏe đó, thành ra dùng cái sản phẩm như một cái chìa khóa, và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới đó thì mình có thêm một vài dòng sản phẩm khác. Khi mà chị post video ngày hôm nay, chị nói chuyện với lại chị Hoàng Trang đó chị, thì không biết là, và vì bữa hôm nay em để ý là chị hỏi rất nhiều đó, không biết là chị có tìm ra được thêm một vài cái gì độc đáo giữa cái một vài cái sản phẩm mà Pharmanex mình đang có đó, ví dụ như cái Marino Omega hay là cái Green đó, chị có khám phá thêm một vài điều gì mới không? Để chị có thể có, mình có khám phá cái này. Điều mà cảm ngại mình á, cái cảm ngại mình nhất là khi mà đi tiếp xúc với mọi người thì mọi người cứ nói là rồi cá bán đầy ngoài chợ, bán đầy người hiệu thuốc thì kiểu cái này có cái gì hay đâu mà tại sao lại mắc như thế, ví dụ thế, họ quan tâm nhiều đến cái giá thì là mình phải nói chuyện thôi, mình nói là thật ra là tiền nào của nó, theo chị thì nó giá rẻ thì làm sao mà ảnh hưởng tốt đến sức khỏe, đúng không? Và cái quan trọng nhất là mình đang dùng, khi mà mình dùng cái Marine Omega đó anh ấy, thì mình biết là nó bổ cho não, cho tim, nhưng mà cái đó là nó chỉ nói lên sức khỏe, nhiều cái sắc diện của mình thay đổi rất là nhiều. Nếu như bạn nào mà đã dùng cái sản phẩm này rồi, rõ ràng là rất hồng hào và da rất là bóng, thế cái đấy là một trong những điều thấy rõ luôn đó, là cái Marine Omega đấy. Còn cái não, cái tim đó có thể là phải có một thời gian, ví dụ như là 1 tháng 2 tháng gì đó thì bắt đầu mới biết được cái vấn đề da, vấn đề não, cái tim hay quên đó, thì cái đó là não, nhưng mà cái có thể nhìn thấy được ngay đó là cái sắc diện, tức là da rẻ rất là hồng hào và rất là bóng, da mình rất là bóng. Cái thứ nhì là thi cream là khi người ta nhìn thấy một cái chai có 120 viên mà mình mua với cái giá là tương đối là khoảng 8 hay nhiêu đó,
thì họ ngại, nói tại sao lại mất. Thế nhưng mà khi mà được biết rằng là một cái viên này có thể tương đương với 7 tách trà đậm, nhưng mà lại uống nó không bị mất ngủ, người ta đã lấy hết ra rồi, và các cái dòng như thế này đó thì thậm chí các bạn trẻ rất là thích, bởi vì nó tan được mỡ bụng, như là chị Trang chị nói đó, thành ra là các bạn thích lắm, tức là nó có thể tan được mỡ bụng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Thế rất nhiều các anh chị và các bạn còn trẻ nhưng mà có gặp cái vấn đề về vấn đề tiêu hóa thì họ dùng cái Ethiverine rất là tốt. Thành ra mình rất thích những cái bài trả lời ngắn của chị Trang, nó rất là giản dị và rất là hay. À có một điều như thế này anh đi, hồi nãy chị Hương nó có nói là ông xã chị Hương không ủng hộ, nhưng mà gần đây là ông xã đã dùng sản phẩm. Tuy nhiên anh ấy có thắc mắc một điều mà gần đây anh Linh có đề cập, tức là ông nói là uống uống vậy thôi chứ có thấy bằng cấp gì đâu. Thì chị Hương đi lên Amazon hay eBay tìm cái cuốn này anh, cái cuốn mà đỏ đỏ dạ vi gì đó, thì muốn muốn anh Linh giải thích thêm về cái vấn đề này để cho rất nhiều các anh chị và các bạn đi tìm mua cái cuốn đúng này. Cái cuốn đó nó gọi là Physician's Reference Desk, viết tắt là PDR đó. Để mình tìm ở đâu này để cho đánh mình lên đánh lên. Để đánh vào đây để tìm. Tại vì bác sĩ đó mà chị, nó có một cái cuốn giống như một cuốn cẩm nang. Physician Reference Desk. Tại vì ông bà mình nói là nó có xét mấy cái chứng, nếu mà mình có được cái này thì những cái người có trình độ đấy ạ, họ 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 tin thì lan tỏa nhanh lắm. Thì để mình tìm một cái chữ này để cho mấy anh chị xem nhé. Physician reference. Physician reference. PRD. 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 Nhưng mà ở trên đấy nó có tới mấy cuốn anh đi, cuốn xanh cuốn đỏ, mình không biết là mình mua cuốn xanh, nào đó là mỗi năm gì, nó mỗi năm. À dạ. Dạ. Cuốn nào cũng có hoặc là đắt cả anh. Dạ, thường thường đó, chị mua mà cái cuốn cuốn mới thì nó đắt lắm, nhưng mà mua cuốn cũ nhiều khi có 1-2 đô à. Đây đây là đây là cái hình ảnh như chị. À dạ, đây là cuốn đó, và nó có cái năm ở dưới đó, phía dưới. Dạ. Thì trong cái cuốn này cuốn đó. Dạ, cuốn màu xanh, để coi thử cuốn màu xanh thì năm mấy, là tại cái hình này nó nhỏ của mình không thấy. Cuốn xanh năm 2013 anh đi. Dạ, dạ. Thì khi mà mấy chị vào muốn mua đó, để mình chỉ luôn ở đây. Dạ. Mình chỉ vào cái website của Amazon ở bên Mỹ đó là rẻ nhất. Amazon.com đó là một cái website nó bán sách, nó bán đủ mọi thứ đó. Thì vào đây mấy chị đánh cái Physician Reference Desk. Thì mấy anh chị sẽ thấy ở đây đó là cái cuốn năm 2013 đó, cái giá nó là 59 đồng 85 sen, nhưng mà cái cuốn của năm 2009 thì nó xuống còn có 11 đồng, hay là cái cuốn cũ đó chị, cuốn cũ nó có 2 đồng 99 sen, có 2 đô 3 đô. Mấy anh chị mua, tại vì nó quá rồi, đâu không ai xài nữa đó chị. Vâng, nhưng mà trong đó vẫn có phần index phải không ạ? À, vẫn có. Cái mà mình muốn nói ở đây cho người khách hàng đó là mấy anh chị biết đó là đây là cuốn cẩm nang của bác sĩ, và bác sĩ không được quyền kê toa trong đó có thực phẩm chức năng. Bác sĩ chỉ kê toa cái thuốc trị bệnh thôi. Bác sĩ không được khuyến cáo người người bệnh nhân mấy anh chị dùng cái thực phẩm chức năng, vì cái đó không phải là cái chức năng của bác sĩ. Nhưng mà trong cái cuốn cẩm nang của bác sĩ hàng năm đó, và cái cuốn này có nhiều khi một số mấy anh chị gặp cái câu hỏi là cái sản phẩm của Nucin nó có được cái FDA người ta chấp thuận không, thì FDA là một cái cơ quan của liên bang, người ta chỉ kiểm soát cái dược phẩm và dụng cụ y khoa. Thành ra cái những cái hạng mục của thực phẩm chức năng đó thì FDA người ta không có can thiệp, người ta chỉ mình chỉ đủ đạt được cái tiêu chuẩn an toàn đó của FDA. Nhưng mà cái cuốn sách này đó chị, cái cuốn sách này là được FDA người ta approve đó, tức là người ta chấp nhận. Và 6 sản phẩm của Nucin nó nằm ở trong này. Nó nằm ở trong cái cuốn này. Thành ra có thể là kỳ tới, cái cuốn này nó hơi nặng đó, thành ra mỗi lần mình mang đi thì mình lười thôi, nhưng mà chuyến tới nó sẽ mang qua đây để cho mấy anh chị có thể tới rồi. Mấy anh chị chụp hình hay là gì đó. Tại vì cái này mấy anh chị nó nằm ở trong cái... Nhưng mà... Thì nó trên có... Amazon nó bán rẻ thế thì làm sao hả anh? À, mình mua về gì? Nó chỉ có cái nặng thôi. Nhưng mà tiền ship thì mình trả riêng đúng không anh? Dạ dạ, cái tiền
cái tiền shipping thì nó gửi về địa chỉ ở nhà ở bên Mỹ thì cũng rẻ là gì, nó không cao đâu. Ví dụ như chị mua cái cuốn này nha, ví dụ mình click vào đây đó, mình đề nghị với mấy chị mỗi lần mua sách đó, mấy chị nên lên Amazon một cuốn sách ở ngoài tiệm sách 30 đô, 30 đô thì mấy chị có thể mua ở đây 1 đồng, 2 đồng, vì người ta có thể dùng qua một lần rồi và nó hoàn toàn nó còn mới mấy chị. Cũng giống như cái cuốn này đó chị nó bán này, nó đề đây là used very good, có nghĩa là cái tình trạng nó còn rất tốt, chỉ có 2 đồng 99 thôi. Và khi chị mua cuốn này đó thì chị bỏ vào trong cái cart ha. Yeah. Rồi cái tiền shipping nó có thể là khoảng chừng 4-5 đồng gì đó thôi chị, 4-5 đồng gì đó thôi. Sao vâng? Nhưng mà cái này rất cần anh Vin, rất cần. Những người có trình độ anh Vin là họ hỏi đó. Thành ra đối với một số, đặc biệt là một số bác sĩ đó, thì khi mà đưa cái cuốn cẩm nang của bác sĩ có dòng sản phẩm của Pharmanex nằm ở trong đó, trong đó có Tea Green, trong đó có Marine Omega, thì không có lý gì. Và bây giờ có R Square luôn đó chị, cái R2 đó nó nằm ở trong cái cuốn này, là cái sản phẩm số 7. Là dễ thuyết phục anh ha. Thuyết phục nó rất cao. Dạ rồi, sẵn đây chị nhắc thì sẽ kỳ tới sẽ mang về. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ rất hay. Dạ rồi mấy anh chị. Không biết là chị nghe mình có một cái lời chót cho một số mấy anh em với cái kinh nghiệm của chị trong bao nhiêu năm ở thương trường này, và đặc biệt là cho một số mấy anh em trẻ đang có cái đang tìm hiểu về cái cơ hội này đó, thì đứng ở phía đứng ở cái góc độ là một nhà kinh doanh đó, thì chị có nhận xét như thế nào về cái cơ hội mình đang có? Cái cơ hội của Nu Skin ấy, như lúc nãy mình nói, nó có bốn cái ưu điểm rất là lớn như vậy đó, thì đáp ứng được một bộ phận trong xã hội, chứ không phải ai người ta cũng thích hợp đâu. Tức là những người mà khát khao thay đổi cuộc sống ấy, và những cái người có cái ước mong mà thích thành công ấy. Chứ còn nói mà muốn mà thành công, muốn giàu có thì ai cũng nói được, nhưng mà cái người nào chấp nhận trả giá. Thì hôm nay mình có đọc lại 8 cái bước gọi là 8 phễu lọc đó, hay là 8 cái bước để mà một người có thể thành công ngay từ những đó, ngay từ đầu. Thành ra là đối với một người kinh nghiệm như mình đó, thì sau hơn 2 tháng làm việc mình mới biết một điều là ai mình cũng chia sẻ, nhưng đa số người ta nằm ở cái dạng khách hàng nhiều hơn. Còn cái người mà chấp nhận đi theo mình thì rõ ràng là anh phải, nhưng mà cái planning ngay từ đầu họ không làm được. Bây giờ chỉ cần đầu tiên ấy là họ thích, họ thấy một cái cơ hội rất là hay và họ đồng ý cùng với mình, thì họ phải sign up và họ mua cái sản phẩm rồi. Dù là một sản phẩm nhỏ, có thể là một chai ca, một cái kem bôi chống nhăn mắt, hay là một cái kem chống nắng, là cái gì đó, một sản phẩm nào cũng được, nhưng ít nhất anh có dùng một sản phẩm thôi. Thì tự nhiên cái người đó họ sẽ có xu hướng thích cái sản phẩm và đi giới thiệu, thì lúc đấy mình mới biết là cái người này mình cần ngồi xuống để làm việc. Thành ra đối với các anh chị, các bạn mới bắt đầu đó, thì mình nghĩ là cũng không phải là ngày nào cũng vội vàng hoặc là sốt ruột, trời ơi người ta làm được quá trời mà sao mình không làm được gì cả. Còn cứ theo như cái team của mình đấy, làm rất là chắc, tháng đầu cũng chỉ vừa đủ thôi, còn tháng này thì được 6.600, gần 6.700 điểm, chứ không phải là cao quá, nhưng mà mình cảm thấy rất là chắc chắn, tức là mình không phải làm một cái điều gì quá đáng. Có nghĩa là tóm lại đây thì vẫn phải ngồi xuống nghiên cứu cái ngành này đi. Tất cả những cái bài là mình đã ghi chép lại, hoặc là bây giờ mình xem lại trong cái kho là youtube.com/Vin Nguyễn 1, thì tất cả những bài đấy tuyệt vời. Có thể nói là những cái bài có những cái bài nghe lại mà anh Vin ấy, sắp tới là viện sẽ mở cửa thị trường Việt Nam, thì thực ra bây giờ mình đã mở cửa rồi nhưng mà nó vẫn còn nguyên giá trị, có những giá trị không bao giờ thay đổi. Thì mình nghĩ là sẽ phải nhắc đi nhắc lại những cái bài này đó anh Vin, của những lần webinar tới, hoặc là những cái buổi 9 đến 12 giờ thứ bảy hàng tuần, tức là vẫn phải nhắc lại anh Vin. Không thì các bạn không nhớ. Khi mà làm việc với các bạn, mình mới chợt nhận ra một điều là hầu hết các bạn chưa bao giờ ngồi xuống để học hay là nghiên cứu một cách nghiêm túc. Thế nên nói chuyện hỏi những cái câu mình hỏi một cái là mình biết ngay là bạn này chưa gốc, không nắm được bài gì cả, không biết gì cả, thì làm sao mà có thể nói là chia sẻ với người khác. Thế thì một cái cách đơn giản hơn là bạn dùng sản phẩm để chia sẻ, thì sẽ đơn giản hơn. Vâng, thì chỉ chúc các bạn là hãy bắt đầu cái sự nghiệp, cái cơ hội Nu Skin ấy, bằng cái sự nghiêm túc, là đầu tư thời gian cho nó, đầu tư vào vấn đề học, đầu tư vào vấn đề trải nghiệm, đầu tư vào vấn đề làm việc mỗi ngày,
thì mới thành công thôi, chứ còn nếu mà cứ ước mong thì mà không có hành động thì sẽ không có kết quả. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Nga, cảm ơn chị Hương, cảm ơn một số mấy anh chị đã theo dõi cái chương trình tối hôm nay đấy. Chúc mấy anh chị ngủ ngon và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai. Cái chương trình tối hôm nay sẽ được thâu lại đó, và mấy anh chị sẽ xem ở trên cái trang Facebook hoặc là cái trang dinhnguyen.com. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon, và ngày mai thì hẹn gặp lại chị ở, anh như ở 365 Lam Sơn. 365 Lam Sơn. Dạ, cảm ơn anh, chào anh. Dạ, chào tất cả mấy anh chị.